Khách sạn Ryokan rộng lớn này có sức chứa tới hơn 1.000 khách. Bà chủ khách sạn nhiệt tình đón tiếp từng vị khách để khách luôn có cảm giác như đang ở nhà mình vậy. Ở Nhật Bản, ngoài kiểu nhà nghỉ Ryokan còn có rất nhiều loại nhà nghỉ khác. Đó là Tsukuba, một loại nhà nghỉ thường có ở những ngôi chùa dành cho các vị khách dừng chân nghỉ lại khi ngang qua. Còn đây là một kiểu nhà nghỉ rất độc đáo, thiết kế riêng cho những thành phố đông đúc hiện đại ở Nhật Bản. Trong chương trình Những khám phá thú vị hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại khách sạn ở Nhật Bản, nghỉ ngơi, tắm gội và tận hưởng không gian yên tĩnh trong một không gian nhà ở Nhật Bản truyền thống độc đáo sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn quan niệm nhân sinh của Nhật Bản. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khám phá thú vị. Chủ đề ngày hôm nay là tìm hiểu kiểu dáng, phong cách của khách sạn ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản có rất nhiều loại khách sạn. Ví dụ đây là kiểu khách sạn có mức giá trung bình, được biết đến ở Nhật Bản như là loại khách sạn thương mại, vì loại khách sạn này thường là sự lựa chọn của những doanh nhân có túi tiền hạn hẹp. Loại khách sạn này không có những tiện nghi xa xỉ như trong một khách sạn sang trọng, nhưng nó cung cấp các dịch vụ căn bản với giá cả hợp lý. Sau khi đăng ký phòng tại quầy lễ tân, bạn tới đây để trả trước. Họ dùng hệ thống màn hình cảm ứng tự động giúp cho khách sạn tiết kiệm được chi phí và cũng giúp cho du khách thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh những khách sạn có phương tiện hiện đại như thế này, Nhật Bản cũng có rất nhiều kiểu nhà nghỉ truyền thống được gọi là Ryokan. Cung cách phục vụ của kiểu nhà nghỉ này rất khác so với những khách sạn hiện đại ở phương Tây. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nhà nghỉ Ryokan. Những đôi dép lê được xếp gọn gàng ở phía trước cửa. Theo truyền thống của người Nhật Bản, các vị khách phải đổi giày trước khi vào nhà, và phong tục này được áp dụng ở nhà nghỉ Ryokan. Du khách sẽ đổi giày bằng một đôi dép lê ngay ở bậc cửa đầu tiên. Suốt thời gian nghỉ ở đây, một nhân viên sẽ đảm nhận mọi nhiệm vụ và sẵn sàng đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Điều này khác với phong cách phục vụ của các khách sạn ở châu Âu, mỗi nhân viên đảm nhiệm những công việc khác nhau như trực tầng, phục vụ phòng hay xách hành lý. Sàn nhà phòng khách của Ryokan được trải chiếu tatami. Nội thất trong phòng gồm có chiếc bàn thấp và những chiếc ghế không chân. Một nghi thức quan trọng nữa là bạn luôn phải cởi giày trước khi bước lên chiếu tatami. Trong phòng bao giờ cũng có một góc nhỏ được gọi là tokonoma. Đây là một góc nhỏ hơi thụt vào bên trong được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật như lọ hoa hay bức tranh. Đây không phải là chỗ để đồ đạc, nên bạn đừng bao giờ đặt túi sách hay những đồ dùng cá nhân khác vào chỗ đó. Sau khi dẫn bạn đi xem phòng, nhân viên phục vụ mời bạn uống trà xanh và một chút đồ ăn nhẹ. Sau khi kiểm tra danh sách nhận phòng, nhân viên phục vụ sẽ hỏi khi nào bạn muốn dùng bữa. Bữa tối được phục vụ vào lúc 6 hoặc 7 giờ tối. Quý khách muốn dùng bữa vào lúc nào ạ? Lúc 6 giờ nhé. Sẽ có bữa tối vào lúc 6 giờ. Xin quý khách cứ tự nhiên như ở nhà. Trong lúc chờ bữa tối, hy vọng quý khách sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái hoặc có thể đi dạo quanh Ryokan. Trong tủ quần áo, họ đã chuẩn bị sẵn cho bạn một bộ yukata. Trang phục này rất thích hợp cho việc dạo chơi loanh quanh, mặc đi tắm, ở trong phòng hay đi dạo trong khuôn viên nhà nghỉ. Để mặc yukata, trước tiên bạn phải quấn vạt áo bên phải quanh người, sau đó đặt vạt bên trái lên phía trên, rồi thắt bằng dải thắt lưng. Cách mặc yukata với cả nữ giới và nam giới đều giống nhau. Trước hết, vạt áo bên phải, sau đó là vạt bên trái. Nguyên tắc này rất quan trọng vì người ta quan niệm mặc yukata không đúng là một điều không may. Bạn đang mặc yukata rồi, tại sao không đi dạo quanh vườn một chút nhỉ? Khuôn viên của nhà nghỉ thường có vườn rất đẹp, vậy nên thật là tuyệt vời nếu bạn nhận phòng trước khi mặt trời lặn để có thời gian dạo chơi. Sau khi đi dạo, bạn có thể đi tắm.
Không gian tắm rộng rãi là một trong những điểm lôi cuốn chủ đạo của nhà nghỉ Ryokan. Không gì thích thú bằng được đắm mình, thư giãn trong bồn nước trước khi dùng bữa tối. Khách du lịch lưu lại Ryokan thường ngâm mình trong bồn nước vài lần một ngày. Có một nguyên tắc là mọi người phải mặc quần áo tắm hoặc khăn tắm ở bồn tắm công cộng. Dịch vụ ở nhà nghỉ Ryokan bao gồm cả phục vụ bữa sáng và bữa tối. Ở một số nhà nghỉ, du khách sẽ cùng dùng bữa tại một phòng ăn lớn, tại một số khác, các bữa ăn lại được phục vụ tại phòng riêng. Thường thì không có một thực đơn cụ thể nào cả. Nét lôi cuốn lớn nhất của Ryokan chính là bữa ăn luôn đủ các loại đặc sản, được chế biến đa dạng thành nhiều món ăn chính. Trên bàn có những món ăn như những lát cá cuộn tươi ngon, rau và nhiều món đặc sản theo mùa. Một vài món ăn như thịt có thể được nấu chín ngay bên bàn ăn. Sau bữa tối, nhân viên phục vụ trải nệm ngủ lên sàn tatami. Căn phòng truyền thống Nhật Bản rất tiện lợi, nó có thể được thiết kế theo nhiều cách. Ở Ryokan, bạn vừa có cảm giác ấm áp như ở nhà, lại vừa có thể cảm nhận được sự hiếu khách của nhà nghỉ. Đây là một trong những khách sạn có mức giá trung bình. Nó mang những nét đối lập rõ rệt với phong cách phục vụ cầu kỳ và chu đáo ở Ryokan. Nhưng xét trong ngành kinh doanh, khách sạn bình dân luôn cạnh tranh khốc liệt. Các nhà quản lý khách sạn đều cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút nhiều khách hàng hơn. Ví dụ khách sạn này cũng phục vụ bữa sáng miễn phí với đủ loại bánh mì. Đặc biệt, một vài loại được làm từ nguyên liệu hữu cơ, nước hoa quả, sữa, xúc xích và salad. Tôi nghĩ rằng tất cả các khách sạn ở Nhật Bản đều phục vụ salad vào bữa sáng. Nhưng tôi nhớ là chưa từng thấy salad trong bữa sáng tại khách sạn ở các quốc gia khác. Nếu bạn muốn uống một chút gì đó vào bữa sáng, bạn có thể sử dụng loại máy bán đồ uống tự động. Mỗi lon đồ uống thường có giá 50 yên, nhưng bạn được miễn phí vào bữa sáng. Chiếc máy bán hàng tự động này có đủ loại đồ uống từ cà phê, cacao, sô-cô-la cho đến trà xanh, súp hành, gần như tất cả các loại mà bạn thích. Ở khách sạn này, bạn có thể thoải mái lựa chọn loại gối phù hợp với mình để có được một giấc ngủ ngon. Có tất cả 7 loại gối khác nhau, có chất liệu hình dáng và độ êm khác nhau. Đây là một phòng đơn, không rộng lắm, nhưng lại có giường đôi. Một chiếc ghế rất đẹp, một tivi màn hình phẳng, không có wifi nhưng có một đường dây cáp internet kết nối mạng miễn phí. Tôi nghĩ rằng với giá 7.000 yên một đêm thì không tồi chút nào. Ngoài nhà nghỉ truyền thống Ryokan và khách sạn với giá bình dân như thế này, còn có nhiều loại nhà nghỉ độc đáo khác mang đậm chất Nhật Bản. Bạn chắc hẳn đã đọc về những sách hướng dẫn như thế này, nhưng hãy tìm hiểu kỹ hơn nhé. Đây là Koyasan ở quận Wakayama. Nó là một khu giáo đường truyền giảng đạo Phật. Hơn 100 ngôi đền nằm trên ngọn núi này đã thu hút cả khách du lịch và những người theo đạo. Bạn có thể thấy rất rõ phong cách và kiểu dáng của nhà nghỉ này khác hoàn toàn với nhà nghỉ Ryokan. Loại nhà nghỉ này được gọi là Tsukubo, thường nằm trong khuôn viên của một ngôi chùa. Loại nhà nghỉ này cũng khá phổ biến với khách du lịch nước ngoài. Nhà nghỉ Tsukubo này thuộc về Renjiroi, một ngôi chùa được xây dựng 800 năm về trước. Ban đầu, Tsukubo chỉ dành cho những vị cao tăng Phật giáo hay những nhà truyền giáo Shinto, nhưng giờ đây nó mở cửa chào đón tất cả các du khách. Bạn cũng có thể tham dự vào buổi cầu kinh buổi sáng, cũng như những hoạt động khác ở trong ngôi đền. Một trong những điều thú vị khi nghỉ chân ở Tsukubo là thưởng thức đồ ăn ở đây. Theo giới luật của đạo Phật, không được phép có thịt, cá hay trứng trong thành phần của bữa ăn. Vì vậy, cách chế biến đó được áp dụng cho những người ăn chay. Đậu phụ là đặc sản địa phương nổi tiếng. Đậu phụ được ngâm nước, ướp lạnh, rồi sau đó để cho ráo nước. Đây là món chả nướng, nhưng thật ra nó được làm từ đậu phụ. Cả du khách Nhật và người nước ngoài
đều dùng đũa để gắp thức ăn. Mọi người đều có thể sử dụng đũa một cách rất khéo léo. Sau bữa ăn, du khách sẽ được nghe một bài thuyết giáo của đạo Phật. Ở Tsukuba, bạn sẽ được tiếp cận những quan niệm truyền thống về văn hóa và tôn giáo mà thậm chí nhiều người Nhật Bản cũng chưa chắc đã hiểu hết. Ngay bên cạnh ga tàu hỏa chính là phát kiến vĩ đại của người Nhật Bản, khách sạn Capsule. Thay vì những phòng nghỉ, loại khách sạn này có rất nhiều buồng ngủ nhỏ mà du khách có thể nghỉ qua đêm. Rộng cao khoảng 1 mét và sâu khoảng 2 mét, mỗi ô chỉ đủ chứa vừa một người lớn. Có một tấm màn ở lối vào nhưng không có cửa khóa. Trong buồng cũng có một chiếc TV và một chiếc đài báo thức ngay cạnh gối. Khách sạn Capsule có công trình phụ tiện nghi phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Một số khách sạn loại này còn có cả phòng tắm hơi. Giá thuê ở đây chỉ khoảng từ 3.000 đến 4.000 yên mỗi đêm, rẻ hơn rất nhiều so với các loại khách sạn thông thường. Khách sạn Capsule sôi động nhất là vào nửa đêm, những ngày thứ sáu. Tại sao mọi người lại chọn khách sạn này? Tôi vừa mới bị lỡ tàu nên tôi phải nghỉ đêm ở đây. Tại sao anh không đi taxi về nhà? Đi taxi từ đây về nhà còn đắt hơn rất nhiều so với ở lại khách sạn này. Những nhân viên công sở ở Nhật Bản mất rất nhiều thời gian và tiền của để đi lại vì hầu hết họ đều sống xa nơi làm việc. Đó chính là lý do người ta đã sáng tạo ra khách sạn Capsule. Mô hình khách sạn này lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc triển lãm thiết kế nhà ở tương lai, một chương trình của hội chợ World Expo năm 1970 được tổ chức tại Osaka. Mô hình nhà Capsule được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Nhật Bản, ông Kisho Kurokawa. 2 năm sau hội chợ đó, kiểu nhà này xuất hiện tại Tokyo với mục đích thương mại. Đây là phía bên ngoài của tòa nhà. Các tòa nhà Capsule hiện nay có cấu trúc phức tạp hơn mô hình Capsule được trưng bày tại hội chợ World Expo năm 1970. Và sau đó thực sự thích thú với kiểu dáng kiến trúc của kiểu nhà này, một ông chủ nhà tắm hơi đã có ý tưởng thành lập một hệ thống nhà nghỉ tiện nghi với giá cả phải chăng, đã mời Kurokawa thiết kế khách sạn cho ông ấy. Đến năm 1979, khách sạn Capsule đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Từ đó trở đi, khách sạn Capsule đã phát triển và trở thành một trong những loại khách sạn hiện đại nhất. Nó có cả tầng dành riêng cho nữ giới. Hệ thống báo thức đánh thức bạn bằng ánh sáng thay vì âm thanh để tránh làm phiền những người đang ngủ ở buồng bên cạnh. Xã hội Nhật Bản phát triển không ngừng và khách sạn Capsule đang theo kịp tốc độ phát triển đó. Một loại khách sạn độc đáo nữa ở Nhật Bản là khách sạn tình yêu. Loại khách sạn này dành cho các đôi uyên ương đã kết hôn hay những đôi mới yêu gặp khó khăn khi tìm cho mình một khoảng trời riêng. Ở khách sạn tình yêu, họ được ở bên nhau trong một căn phòng hoàn toàn kín đáo. Nét nổi bật của kiểu khách sạn này là sự kín đáo và có khu đỗ xe gần đường. Loại khách sạn này khá nổi tiếng và phổ biến ở Nhật Bản. Thậm chí du khách nước ngoài coi đây là cuộc hành trình không thể không khám phá. Ở ngoài tiền sảnh, người ta treo các bức ảnh về các phòng của khách sạn. Bạn có thể dễ dàng chọn căn phòng mà bạn thích và nhận chìa khóa từ bàn lễ tân. Ở đây, du khách có thể mua hoặc thuê đủ loại quần áo. Các cặp đôi có thể chọn lựa bất cứ căn phòng tuyệt vời nào mà họ thích với một không gian hoàn toàn riêng tư. Căn phòng này có chiếc đèn ngủ truyền thống ấm áp.
Căn phòng này được thiết kế dựa trên ý tưởng về hoa anh đào. Nó đã tạo nên một không khí tao nhã truyền thống của một Nhật Bản cổ kính. Còn có cả loại phòng trông như một hang động với bồn tắm đá và một phòng khác với bể bơi ở ngay trong phòng. Bạn có thể bắt gặp những nét độc đáo nổi bật này tại khách sạn tình yêu. Đất nước Nhật Bản đã mang đến cho bạn những lựa chọn đa dạng về các loại khách sạn từ truyền thống cho đến hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Yanaka là thành phố láng giềng của Tokyo cổ và khách sạn Ryokan ở ngay gần đây với giá cả phải chăng. Chào mừng quý khách đến với Arioka. Tôi nghe nói nhà nghỉ Ryokan này rất phổ biến với du khách nước ngoài. Hiện tại có du khách nào đang thuê phòng ở đây không ạ? Tất nhiên là có rồi. Mỗi ngày chúng tôi đều có du khách từ 6 đến 7 quốc gia lưu lại đây. Xin lỗi đã gián đoạn bữa sáng của các bạn. Các bạn đến từ đâu? Chúng tôi đến từ nước Pháp. Tôi đến từ nước Đức. Còn tôi đến từ California, Mỹ. Bạn đến từ nước Mỹ ư? Nhà nghỉ này được giới thiệu trên một vài trang web và chúng tôi quyết định thử. Chúng tôi thấy thoải mái khi ở đây. Xin chào. Xin chào, tôi có thể làm phiền vài phút được không? Anh thấy phòng nghỉ thế nào? Ở đây nằm ngủ không giống như ở nhà, vì vậy tôi thấy không thực sự thoải mái. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thử trải nghiệm cuộc sống và văn hóa Nhật Bản. Bạn có thể thấy rồi đấy. Nhà nghỉ này đúng là mang đậm chất Nhật Bản. Một căn phòng dành cho cả ba người. Từ loại nhà nghỉ truyền thống Ryokan sang trọng cao cấp cho đến loại khách sạn bình dân giá rẻ như thế đều có đủ kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Chúng ta hãy cùng quay trở về quá khứ để tìm hiểu xem nhà nghỉ Ryokan ban đầu được hình thành như thế nào. Narajuku thuộc quận Nagano là một kiểu trạm dừng chân thời xưa. Vào thế kỷ 17, để tăng cường sức mạnh thống trị trên toàn lãnh thổ, các nhà cầm quyền đã cho xây dựng con đường nối giữa thủ phủ dưới thể Edo, giờ gọi là Tokyo, với các thái ấp ở trong nước. Narajuku nằm trên một trong những con đường đó và trở nên rất phồn thịnh nhờ có nhiều du khách đi ngang qua. Đến nay, thị trấn này vẫn mang nhiều nét dáng dấp từ ngày xưa. Để chứng tỏ lòng trung thành với đất nước, thanh niên phải từ biệt nơi mình sinh sống để gia nhập quân đội, tuân theo các chỉ thị, làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Những người đàn ông này phải thường xuyên đi về giữa kinh đô và các tỉnh lẻ để hỗ trợ việc di cư dân chúng. Khi các chiến binh samurai di dân đi cùng với họ thường là binh lính, hầu gái, các đại phu, đầu bếp và nhiều người khác nữa. Đoàn đi lớn nhất trong lịch sử gồm 4.000 người. Dòng người này phải mất rất nhiều ngày mới hoàn thành chặng đường đi từ các thị trấn về kinh đô. Một trạm nghỉ dừng chân ngay lập tức được dựng lên để phục vụ đoàn người di cư này. Loại nhà nghỉ hoa lệ này có tên là Honjin, là nơi dừng chân nghỉ ngơi cho những người thuộc tầng lớp quý tộc. Đây chính là phòng nghỉ lớn nhất tại Nhật Bản, còn lưu giữ được những nét phong cách kiến trúc truyền thống đặc trưng. Dọc theo nhà nghỉ là căn phòng dành cho các vệ sĩ samurai, người tháp tùng bảo vệ cho chủ tướng. Sâu bên trong căn phòng là buồng ngủ của chủ tướng. Liền sát đó là chỗ nghỉ ngơi của các samurai. Chúng đều gần có lối thoát hiểm để họ có thể thoát ra ngoài nhanh chóng trong những trường hợp khẩn cấp. Phòng vệ sinh dành riêng cho chủ tướng có sàn trải chiếu tatami, thậm chí căn phòng này còn có một góc tokonama nữa. Đến thế kỷ 18, dân chúng bắt đầu tận dụng con đường này để phát triển các hình thức nghỉ ngơi và giải trí. Sự kiện này đã giúp hình thành và phát triển dịch vụ nhà nghỉ bình dân ở đây. Những người dân thường ở trong một loại nhà nghỉ gọi là Hatago, giống như nhà nghỉ Ryokan ngày nay. Hatago cũng phục vụ bữa sáng, bữa tối và phòng nghỉ qua đêm. Bức tranh này mô tả cảnh người chủ phòng trọ đang lôi kéo du khách vào nhà nghỉ Hatago của mình. Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người chủ yếu là đi bộ và sự đón tiếp nồng hậu của khách sạn được thể hiện qua việc người phục vụ sẽ rửa chân cho quý khách. Quý khách tắm mát, thưởng thức bữa ăn và tận hưởng cảm giác thư giãn sau một hành trình dài. Cùng cách phục vụ ở đây đã hình thành những nét đặc trưng cơ bản trong sự tiếp đón nồng hậu
và những dịch vụ riêng ở Ryokan. Chúng ta đang ở Shinagawa, một quận của Tokyo. Chiếc cột kia đánh dấu sự hình thành trạm nghỉ chân đầu tiên nằm trên tuyến đường đến Kyoto. Bức tranh gỗ này cũng vẽ cái cột giống như vậy. Nhưng nếu bạn ngắm kỹ, bạn sẽ thấy cảnh vật trong tranh với khung cảnh thực sự bây giờ không có điểm tương đồng. Chúng ta có thể nhìn thấy biển ở hướng này, nhưng giờ đây lại là tòa nhà cao tầng. Cả vùng đất rộng lớn này dường như đã thay đổi hoàn toàn, bãi biển gần nhất cũng phải cách đây khoảng 1 km. Bảo tàng này trưng bày các mô hình nhằm tái hiện lại cuộc sống và sinh hoạt tại trạm dừng chân Shinagawa. Cả dãy phố kéo dài đến 2 km, có hơn 90 nhà nghỉ, chưa kể đến các nhà hàng sushi, cửa hàng bán quần áo cũ, cửa hàng rau quả và các hiệu thuốc. Và đặc biệt là ở đây, trong một nhà nghỉ, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy người ta đã tái hiện lại cảnh những người ở trên lầu đang nhảy múa nữa. Ngày nay ở những nhà nghỉ Ryokan, người tiếp xúc trực tiếp với khách là vợ của ông chủ, hay nói cách khác là bà chủ của nhà nghỉ. Trong tiếng Nhật được gọi là Okami. Chúng ta hãy cùng làm quen với một bà chủ nhà nghỉ Ryokan độc đáo, nổi tiếng khắp nước. Đây là quận Wakura Onsen, phía bắc của quận Ishikawa. Nhà nghỉ này bắt đầu hoạt động cách đây 100 năm. 30 năm qua, nhà nghỉ này luôn giữ vị trí là nhà nghỉ có chất lượng phục vụ tốt nhất Nhật Bản. Bà chủ của nhà nghỉ Ryokan này là Mayumi Oda. Bà luôn nhắc nhở 300 nhân viên của mình luôn phục vụ khách nồng hậu và tận tình nhất có thể. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bà là phải đảm bảo chất lượng phục vụ của nhà nghỉ. Quả là một cung cách phục vụ tuyệt vời. Bà Oda cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu và sự đề nghị của khách. Ví dụ như bài trí lại nội thất để có thể di chuyển xe lăn dễ dàng hơn. Là con gái trong một gia đình viên chức, bà Oda làm dâu cho một gia đình kinh doanh nhà nghỉ. Bà đã học được những kỹ năng cần thiết từ người mẹ chồng của mình. Trong năm đầu tiên học việc, bà được giao nhiệm vụ xếp lại những đôi dép của khách trước cửa thật ngay ngắn. Khi làm công việc này ngày này qua ngày khác, bà đã nhận ra một điều. Các vị khách sẽ dễ xỏ dép nhất khi chúng được đặt cách thềm khoảng 5 cm. Những cử chỉ dù nhỏ cũng có thể mang đến những thông điệp thể hiện sự ân cần và chu đáo. Khi rót rượu phục vụ khách dùng bữa, bà không bao giờ đứng thẳng. Thay vào đó, bà di chuyển bằng đầu gối để tránh đứng lên và nhìn xuống các vị khách. Tuy nhiên, để giữ được tư thế này, bà phải dồn sức nặng toàn cơ thể lên đầu gối của mình. Đó chính là lý do bà phải chăm sóc đầu gối của mình mỗi ngày.
Bà đã nói rằng, chừng nào mà đầu gối còn vững, bà sẽ còn tiếp tục quản lý nhà nghỉ Ryokan. Để có đủ sức đảm nhiệm công việc này, để có cơ hội thực hiện nó, khi tôi nghĩ về công việc này, tôi nghĩ nó đã giúp tôi khỏe mạnh. Mọi công việc nặng nhọc đều trở nên thú vị. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng tất cả những gì tôi có được hôm nay là nhờ các vị khách. Bà Oda luôn luôn biết cảm ơn các vị khách. Lòng biết ơn chính là động lực khiến bà cố gắng làm việc tốt hơn nữa. Lúc tạm biệt khách, bà luôn vẫy tay và dõi theo chiếc xe chở các hành khách cho tới khi nó hoàn toàn khuất xa tầm mắt. Phong cách sống xanh ở Nhật Bản. Hiện tại và lúc này, sống chậm rãi hay cuộc sống chậm này đã trở thành một tiêu điểm ở Nhật Bản. Những tình nguyện viên, người làm công đang tập hợp cùng nhau để đem lại sự sống cho những vườn cam đang dần bị lãng quên. Những người chủ vườn già đang tự thưởng thức loại rượu tuyệt hảo nhất mà mình đã làm ra. Những bữa ăn đầy tình cảm chữa lành những trái tim của con người. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình theo những cách sống chậm rất phong phú này. Chào mừng các bạn đến với Sống Chậm để gần với thiên nhiên ở Nhật Bản, một đề án tập trung vào phong cách sống rất ổn định và những ý tưởng xanh ở đây. Nhà tư vấn môi trường học và chủ đề ngày hôm nay là sống chậm. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề sống chậm đang trở nên phổ biến khắp nơi trên thế giới, quả thật là như vậy. Anh có thể kể một số cách của mình để sống chậm được không? Tất nhiên rồi, ví dụ khi tôi đang đi một chuyến công tác chẳng hạn trong nội địa Nhật Bản, tôi chỉ đi tàu thôi, mà trước đó là đi bằng máy bay. Thế còn cô thì sao? Không hẳn đâu, nhưng tôi rất muốn, lúc nào tôi cũng bận, tôi nghĩ đó là do lỗi của tôi. Tôi cố gắng tạo thêm nhiều thời gian để có thể tự thưởng thức cuộc sống. Vậy thì tôi đoán chúng ta sẽ có thêm ý tưởng về việc làm chậm cuộc sống của chúng ta. Gần đây tôi đã có một cơ hội tìm hiểu một vài cách sống chậm được mang tới bởi một dự án rất thú vị ở Nhật Bản. Một khu vực trồng cam, 1 giờ rưỡi đi đường về phía tây nam Tokyo. Đó là thành phố Odawara. Tháng 5 là thời gian thu hoạch những trái cam Amanatsu. Không chỉ có những nông dân địa phương mà còn có cả những tình nguyện viên đến từ khắp nơi ở Tokyo tập trung đến đây. Đến từ nhiều nhóm cũng như nghề nghiệp khác nhau, họ đã tới đây mỗi tháng một lần để làm việc. Từ những năm 1950 đến năm 1980, thành phố Odawara đã từng nổi tiếng với những sản phẩm đa dạng từ các giống cam Nhật Bản. Những cuộc cạnh tranh toàn cầu cùng với những trung tâm sản xuất nội địa đã đẩy giá của những trái cam xuống và giáng một cú mạnh vào việc trồng trọt ở đây. Sự thiếu hụt những sản phẩm thay thế khác đã góp phần dẫn tới những vườn cam để hoang thiếu sự chăm sóc, không mất quá lâu để cỏ dại mọc ở khắp nơi. Vì không được quan tâm chăm sóc, những cây cam ở đây đã khô héo và chết đi. Vào năm 2005, những người tình nguyện đã bắt đầu một dự án đem lại sự sống cho những vườn cam đó. Những con người này đã nỗ lực hết mình trong việc nhổ cỏ và chăm sóc 3 khu vườn trong khu vực này. Khu vườn này đã từng trồng makin hay còn gọi là quýt mikan. Khi họ làm sạch cỏ trong vườn, chỉ còn có 3 cây quýt còn sống sót. Các tình nguyện viên đã phát quang khu vườn và gieo hạt quýt. Mất từ 5 đến 7 năm để những cây quýt này đơm hoa kết trái.
Làm cỏ vườn nghe có vẻ không thú vị lắm. Nhưng như bạn thấy đấy, chúng tôi thưởng thức điều đó hết mình. Công việc này khiến chúng tôi khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần. Cùng với bạn bè ở đây, chúng tôi vừa được ăn ngon, vừa ngắm cảnh biển. Vậy nên số người làm tình nguyện viên ngày càng nhiều. Chúng tôi cũng rất vui, những người nông dân đánh giá cao công việc của mình. Vào mùa thu hoạch là lúc mà chúng tôi vui vẻ nhất. Nhưng không ai hạnh phúc hơn những người chủ nông trại này khi thấy vườn quýt của mình được hồi sinh. Tình nguyện viên đã nhổ cỏ và làm mảnh đất này sống lại. Nhờ có nỗ lực của những con người đó, cả khu vườn đã khuất phục được tự nhiên. Chỉ thế thôi đã thấy rất quý giá rồi. Họ đang thử một phương pháp trồng cây mới, nông lâm kết hợp, trồng cây thuốc, nhiều loại rau quả khác giữa những cây quýt Mikan, tạo nên một không gian xanh và sạch. Những hoạt động tuyệt vời này luôn khiến cho những người đã đến đây muốn quay trở lại. Những cây lúa mạch được trồng chỉ một nửa năm trước thôi, giờ đây đã cao lớn chừng này. Chúng tôi sẽ trồng hơn 1 hecta đất nữa. Tôi cảm thấy rất xúc động. Vào mùa hè, tình nguyện viên được uống trà làm từ chính những cây lúa mạch đã được trồng ở đây. Ngày hôm nay họ đang trồng bí ngô. Với những cơ hội ít ỏi được sống gần gũi như nông trại ở các thành phố lớn, làm việc ở đây đã đem đến cho họ những trải nghiệm vô giá. Đất mềm, tôi cảm thấy thật là dễ chịu. Tôi đã rất tò mò về công việc trồng trọt, nhưng chưa bao giờ có cảm giác đầu tiên được làm như thế nào. Nó vui hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ở đây tôi đã có rất nhiều bạn bè và sẽ quay lại để gặp họ. Hương thơm của những bông hoa quýt đã làm tăng thêm vẻ đẹp của khu vườn vào giữa tháng 5. Năm ngoái, những người tình nguyện đã bắt đầu một dự án mới tập trung vào những bông hoa quýt Mikan. Từ khi mùa hè bắt đầu, những người nông dân bận rộn với việc tỉa hoa. Họ làm như vậy để hạn chế số lượng quả, giúp cho có nhiều chất dinh dưỡng chuyển đến những quả quýt hơn, làm chúng trở nên ngon hơn. Một tình nguyện viên đang học cách tỉa hoa. Hoa quýt rất là thơm, có vẻ hơi giống hoa nhài nữa. Những tình nguyện viên đã sáng tạo ra một ý tưởng sử dụng những bông hoa này thay vì vứt chúng đi. Từ những bông hoa này anh có thể làm gì? Chúng tôi có thể sản xuất một loại sữa dưỡng thể từ hoa quýt với quy trình chưng cất. Họ muốn làm một điều gì đó với một lượng lớn hoa quýt Mikan mà thông thường hay bị bỏ đi. Người ta đã hợp tác với một công ty mỹ phẩm để tạo ra mỹ phẩm dành cho da, hiệu Mikan. Một phần thu nhập được từ việc kinh doanh này được cấp cho những hoạt động tái trồng trọt. Phương pháp trị liệu bằng tinh dầu đã trở nên rất phổ biến ở Nhật Bản. Ngày nay, bản thân những người nông dân cũng có thể tự chế được những hương liệu này. Cồn thơm Mikan được điều chế bằng cách ngâm những bông hoa trong rượu hoa quả ngọt trong vòng 1 tuần. Okay. If
Xem nó hoàn hảo chưa này. Đây là tinh dầu được chiết xuất từ hoa quýt mican đấy. Cái lọ này giống như kem, ý tôi là kem dưỡng da ấy. Lúc đầu nó hơi có mùi cồn, sau đó 30 giây nó sẽ có mùi của hoa, ý tôi là mùi hoa quýt đấy. Vâng, lúc đầu nó có mùi rất mạnh, sau đó thì thấy rất ngọt ngào. Nếu mà cô xoa nó trên da, nó sẽ giúp cho da trơn láng hơn đấy. Đúng rồi, tôi cũng thấy như vậy. Đó chính là sự kỳ diệu của hoa quýt mican đấy. Hương liệu hoa quýt mican có thể dùng cho da hoặc tạo mùi thơm trong phòng. Mọi người có thể cảm thấy thảnh thơi từ việc hồi sinh lại những vườn cam. Đó quả là một cuộc sống chậm thật là lý tưởng. Vậy anh cảm thấy thế nào? Thật là tuyệt. Trông có vẻ rất vui phải không nào? Thật tuyệt vời, ý tôi là nó xua tan đi mệt mỏi. Nhờ tham gia vào chương trình này, tôi đã có cơ hội gặp nhiều người mà tôi chưa hề biết. Chúng tôi cùng đến với nhau để học cách làm ra dung dịch này. Từ cam phải không? Thực ra là từ hoa của cây cam. Anh có muốn thử không? Tất nhiên rồi. Đây được làm từ hoa mican. Đáng kinh ngạc. Không ngờ là nó chỉ là quả quýt. Cô biết đấy, có mùi của đất thôi. Nó có mùi cam. Tôi cảm thấy rất thích. Còn về nông lâm kết hợp, cái mà đang lan rộng khắp cả hành tinh lúc này, có phải không nhỉ? Trước đây họ từng cắt bỏ cây cối để có nhiều chỗ trồng trọt hơn, nhưng quả thực là chúng ta có thể dùng rừng để bảo vệ rừng. Vậy nên với những tầng tầng lớp lớp cây, cũng như là đa dạng sinh thái, sẽ bảo vệ những cánh đồng khỏi rơi và những loài côn trùng có hại. Đúng rồi. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu sống chậm khác. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng có vẻ mọi thứ đều là sống chậm, nhưng những con người đặc biệt này có những nỗ lực tuyệt vời mỗi năm để làm một loại đồ uống rất đặc trưng để có thể thưởng thức cho riêng mình. Thị trấn Katsunuma ở chính giữa trung tâm của Nhật Bản. Nơi này được biết đến bởi những sản phẩm tuyệt vời. Hơn 1.000 nông dân ở đây đã trồng hơn 80 loại nho. Nho Kushu được cho là một loại nho nổi tiếng ở Nhật Bản. Mùi vị nồng đặc trưng của nó rất thích hợp để làm rượu. Vào cuối mùa thu, những trái nho do những người nông dân trồng được đưa tới đây, họ rất mong chờ cho tới ngày này. Từ những trái nho Kushu này, người nông dân đã làm ra rượu phục vụ hoàn toàn chỉ dành riêng cho chính mình. Quy trình làm rượu sắp bắt đầu. Khu vực này được điều hành bởi khoảng 30 người nông dân. Đã từng có một số hợp tác xã sản xuất rượu như thế này nữa. Hiện nay, chỉ một số ít còn lại. Phần lớn những nhân công chính ở đây đã 80 tuổi rồi. Nho ngọt lắm. Trước hết, họ kiểm tra độ ngọt của nho năm nay. Thước đo độ ngọt chỉ số 21. Anh đùa đây à? Thông thường, độ ngọt của nho thường đo được ở độ 16. Năm nay, nho ngọt hơn hẳn. Nào, chúng ta hãy cùng nâng cốc và hy vọng rượu năm nay sẽ có mùi vị thật thơm ngon. Rượu ngon quá. Khu vực này đã sản xuất ra mẻ rượu đầu tiên ở Nhật Bản cách đây 130 năm. Từ thời đó đến nay, sản xuất rượu đã trở thành hẳn một ngành công nghiệp của địa phương. Và những người nông dân cũng bắt đầu sản xuất rượu phục vụ cho riêng mình. Hợp tác xã sản xuất rượu được hình thành từ những thành công đó. Rượu đóng chai năm 1920. Rượu ngon phải cần có nho tốt. Takeharu Uchida đã trồng nho được 58 năm.
Ông tự làm rượu ngon cho riêng mình mà không gặp một khó khăn gì. Mỗi một cành nho, ông chỉ để một chùm nho để giữ cho chất dinh dưỡng đạt được mức cao. Ông bảo vệ từng chùm nho để ngăn cản chim chóc và sâu bọ đến phá. Những trái nho hỏng được bỏ đi một cách cẩn thận bởi vì những chùm nho đó sẽ làm mất đi hương vị của rượu. Cây nho không chịu đựng được thời tiết xấu cũng như hạn hán. Những người nông dân phải liên tục chăm sóc nho cho tới lúc thu hoạch. Ông Uchida sản xuất được hơn 100 chai rượu lớn và ông còn đem cho những người khác. Loại rượu vang này thường xua tan đi cảm giác mệt mỏi của ông sau mỗi khi làm việc mệt mỏi. Trồng nho thì khó, đôi khi rất mệt mỏi. Nhưng thật thú vị, ngay lúc đó vợ tôi thường đi ra cùng với một chai rượu vang lớn. Tôi rót một cốc đầy và từ từ thưởng thức, rồi bao nhiêu mệt mỏi bay biến đi hết. Trong quy trình làm rượu, bước đầu tiên là nghiền nho bằng chiếc máy này. Bức ảnh này đã chụp cảnh làm rượu cách đây gần 90 năm. Ngày nay, người ta vẫn sử dụng loại gỗ để làm máy đó và giữ lấy phần cốt yếu để gìn giữ thao tác truyền thống làm rượu của cha ông. Người ta nghiền nho bằng máy ép nén. Chiếc máy được làm bằng tay này làm việc rất hiệu quả. Nước nho thơm ngon tươi mát sẽ chảy ra ở đây. Nho được nghiền chỉ khoảng 60% lượng tổng thể của nó. Làm sao cho vị đắng của vỏ quả không hòa lẫn vào nước ép nho. Sau đó vỏ nho được chuyển tới làm phân trên những cánh đồng. Cũng nhờ vậy mà nho của những năm sau sẽ ngon ngọt hơn. Nước ép nho được mang tới trữ trong một bể chứa để lên men và ủ cho đậm đà hơn trong suốt 5 tháng. Hitoshi Mitsumori nghiên cứu kỹ thuật làm rượu ở nhà máy sản xuất rượu địa phương, làm sao để cho rượu ngày một ngon hơn. Rượu vang đã gắn kết những người trồng nho chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi cùng nhau thu hoạch và chia sẻ những mục đích chung. Đối với chúng tôi, những việc cùng nhau làm như vậy là rất quý giá. Năm nay, họ đã làm được 4.000 lít rượu vang. Chúng ta cùng chúc mừng vì điều đó nào. Chúng ta sẽ lại làm được điều đó một lần nữa. Rượu ngon tuyệt vời phải không nào? Chính niềm vui thưởng thức rượu đã tiếp sức cho tôi. Chúng tôi luôn muốn có được rượu hảo hạng vào phút cuối. Phải bắt đầu từ nho ngon thì mới có được, thiếu nó thì không thể có rượu ngon. Tôi tưởng như thể tôi trở lại 20 tuổi vậy. Không đùa đấy chứ. Rượu làm thủ công luôn luôn ngon lành và chứa đầy bản sắc với niềm tự hào của những người nông dân ở trong đó. Anh này thật là may mắn cho chúng ta là có một chai rượu ở đây, loại rượu mà những người nông dân đó đã làm đấy. Chúng ta hãy thử uống đi nào. Rượu thật ngon phải không? Tuyệt vời, có vị hoa quả, nhẹ và dễ uống. Tôi rất thích nó rồi đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao họ lại cười nhiều đến thế rồi. Còn tôi thì đã hiểu vì sao họ có thể uống nó hàng ngày. Tôi cũng thích cái cách mà họ nói, đó là báu vật của địa phương. Nho và rượu
Tôi nghĩ là thậm chí đối với khán giả, họ có thể nhìn vào những báu vật địa phương của họ là gì, họ sẽ định nghĩa những báu vật của họ là gì, và điều đó thật thú vị, phải không? Một điều cũng tuyệt vời khác nữa ở đây là họ làm rượu nhưng không để bán, mà để cho mình thưởng thức. Đúng rồi, điều đó nghe cũng rất thú vị. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng của chương trình này về việc nấu ăn trong gia đình. Như những bà mẹ vẫn thường làm, ví dụ như món cơm nắm. Đây là câu chuyện cổ tích về một người phụ nữ có thể chữa lành bệnh tim qua những món ăn, đặc biệt là món ăn đầy lòng cảm thông của bà. Ở phía bắc Nhật Bản, có một vùng đất căng tràn nhựa sống của tự nhiên với nhiều dãy núi bao quanh. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ, một biểu tượng của sự bình yên và hàn gắn dành cho những người thất vọng. Nó được biết đến với cái tên Ishia ở trong rừng, hay là một nơi bình yên để an dưỡng. Ngôi nhà này được bà Hatsumi Sato xây dựng nên. Năm nay bà đã 88 tuổi. Bà nhận nhiều người vào ở với những bữa ăn chan chứa tình cảm đôn hậu và coi họ như những bệnh nhân đáng thương của mình. Trong số những món ăn của bà, có một món đặc biệt tên là omusubi, hay còn gọi là cơm nắm. Mặc dù nguyên liệu là món ăn này đơn giản chỉ có cơm và tảo biển, mỗi nắm cơm đều được làm với những quan tâm và cống hiến. Mỗi người đến với khu nhà này đều cảm nhận được sự cống hiến của bà khi làm những nắm cơm này. Hatsume Sato bắt đầu chữa lành trái tim cho mọi người bằng những món ăn từ cách đây 27 năm. Dần dần bà trở nên nổi tiếng với những người từng mạnh khỏe trở lại nhờ vào những món ăn và sự hỏi thăm trìu mến của bà. Giờ đây có rất nhiều cuốn sách viết về phương pháp trị bệnh của bà. Hôm nay có một người phụ nữ trẻ đã đến đây. Chào mừng cô. Chúng ta đang chờ cháu đấy. Cô đã đọc một quyển sách viết bởi bà Hatsume và đã đến đây để gặp bà. Bà lắng nghe chăm chú người phụ nữ đang bị chứng bệnh tiêu hóa. Sau đó, bà nấu một bữa ăn có thành phần là tảo biển với sự quan tâm chăm sóc quen thuộc. Bà cầu nguyện cho cô gái nhanh được hồi phục để cô lại có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Cảm ơn các bạn vì bữa ăn này. Món ăn ngon quá. Cháu cảm thấy thật là ngon, có đúng vậy không? Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Tôi có thể ăn lại được rồi. Tôi nhận thấy rằng được cùng ăn với những người khác có thể làm bữa ăn trở nên ngon hơn. Đúng rồi, điều đó thật là đúng đấy. Những bữa ăn giao hòa cùng trái tim của cô gái. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Lần sau lại qua thăm bà nhé. Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ sớm khỏe lại thôi, bà chắc chắn đấy. Cháu rất cảm kích với lòng hiếu khách của bà. Bà Hatsume sống cùng với những mùa trong năm. Bà thưởng thức sự phóng khoáng của những khu rừng xung quanh. Những bông hoa này thường được lấy vào mùa xuân. Loại hoa này rất thơm ngon, bởi vì khu vực này liền kề với núi Shirakami. Cây cối ở đây được hưởng lợi rất nhiều từ dòng suối ở dạng núi đó đấy. Chẳng gì bị bỏ phí ở trong tự nhiên cả. Khi chuẩn bị những món ăn, bà thường trò chuyện cùng với những thành phần tươi ngon. Đối với tôi, điều này cũng giống như là thưởng thức chính mùa xuân vậy. Khi ăn thứ rau này, bạn sẽ cảm nhận được rau đi vào cơ thể và trở thành một phần của cuộc sống. Tôi cảm nhận cuộc sống bởi vì
Nhiều người đã đến ngôi nhà này. Shoko Kitayama đã đến đây một vài lần trước. Cô đã từng gặp rắc rối với những mối quan hệ ở nơi cô công tác. Cô là một trong số những người khỏe mạnh trở lại nhờ những món ăn chữa bệnh của bà Hatsume. Trước đây, tôi đã từng có rất nhiều căng thẳng trong công việc. Cuộc sống rất khó khăn đối với tôi. Bà đã nói với tôi rằng, miễn là thân cây còn vững chãi, cành lá trên cây có thể rung bao nhiêu cũng được. Và tôi bắt đầu hiểu rằng con người ta thường nao núng khi họ cố đương đầu với cuộc sống. Đó chính là điểm tựa giúp tôi đã quay trở lại. Mỗi năm, bà Hatsume thường chuẩn bị một lượng mận muối cho cả năm, cũng giống như món cơm nắm của bà vào mùa đông. Những quả mận được ướp muối trong lúc mặt trời mọc. Bà Hatsume múa những quả mận này theo chuyển động của mặt trời. Công việc này cần thời gian và sự cố gắng, sự quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. Điều đó có nghĩa là phải cho đi trái tim của mình. Khi chuẩn bị những món ăn, bà Hatsume thường nghĩ về những người sẽ được giải tỏa bằng chính những món ăn đó. Chẳng có gì bằng được những món ăn ngon đến thẳng với trái tim của mỗi con người. Mọi người sẽ thật sự khỏe mạnh lại bằng những món ăn ngon thực sự. Chế biến những món ăn có thể chữa lành trái tim cho mọi người, đón nhận cuộc sống từ tự nhiên, đó chính là triết lý của bà Hatsume. Anh biết không, mẹ của tôi là người Nhật Bản. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường làm món cơm nắm, giống như chúng ta vừa xem. Người Nhật vẫn thường gọi là omusubi, có nghĩa là nặn bằng tay. Tôi nghĩ là trong văn hóa Nhật Bản, ý tưởng ăn món cơm nắm này không chỉ là thức ăn đơn thuần, nó giống như một cảm giác từ trái tim, đến từ những nắm cơm đó. Như đưa vào trong đó tình yêu thương. Đúng rồi đấy. Lại nói về việc cố gắng trong việc chế biến món ăn, tôi nghĩ là ngày nay chúng ta đều bận rộn, không chỉ người Nhật Bản mà cả cô cũng có một cuộc sống thật là bận rộn. Chúng ta không dừng lại để suy nghĩ nhiều như chúng ta cần làm, hoặc là chúng ta không lắng nghe. Anh nói đúng lắm. Tôi nghĩ là có một điều quan trọng hơn chúng ta học được từ bà Hatsume. Bà ấy ngồi xuống và lắng nghe mọi người nói. Về phương pháp chữa trị của bà ấy, không hẳn chỉ là nấu ăn mà là một trải nghiệm để mọi người đến gặp bà. Có một điều thú vị là những thành phố lớn làm sao lúc nào cũng có thể có những việc giống nhau. Kiểu gì cũng vậy, mọi người luôn bận rộn, mọi người đều lo lắng về công việc này, kiếm tiền nữa, rồi ăn rất nhanh. Khi anh giảm tốc độ xuống, anh sẽ hiểu mọi người hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một phần của phương pháp điều trị đó. Tôi nghĩ sống chậm cũng rất là thú vị. Và cả việc chữa bệnh bằng món ăn từ trái tim nữa. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Sống Gần Với Thiên Nhiên. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.